dự báo giá tiêu ngày 19 tháng 5 năm 2024, tiêu khu vực Tây Nguyên có đảo chiều tăng giá, cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC, thời điểm rạng sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua, giá tiêu Brazil đi ngang so với hôm qua, trong khi đó, Malaysia tiếp tục chuyển giá, giá tiêu Việt Nam không thay đổi mức giá, cụ thể giá tiêu đen lam vùng. Indonesia hôm nay giao dịch ở mức 4.934 đô la mỗi tấn, giảm 0,2%. Giá tiêu trắng, Indonesia giao dịch ở mức 6.488 đô la mỗi tấn, giảm 0,22%. Giá tiêu đen Brazil Asta 570 hôm nay ở mức 5.000 đô la tấn. Giá tiêu đen Malaysia Asta vẫn duy trì ở mức 4.900 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Malaysia Asta vẫn ở 7.300 đô la tấn giá tiêu các loại Việt Nam niêm yết hôm nay chứng lại. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g eo hôm nay được giao dịch ở mức 4.600 đô la mỗi tấn, với loại 550 g eo giao dịch ở mức 4.700 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta giao dịch ở mức 6.600 đô la tấn. Giá tiêu các loại trên sàn Kochi, Ấn Độ hôm nay chứng lại so với hôm qua. Trong đó, loại gale giao dịch khớp ở mức 59.100 rup 100 kg. Loại Ungale ở mức 57.100 rúp 100 kg. Hiệp hội các nhà xuất khẩu hồ tiêu Indonesia (ALI) cho biết thị trường tinh dầu hạt tiêu đen Lampung có tiềm năng phát triển lớn. Hiệp hội cho rằng để phát triển tiềm năng tiêu đen Lampung một cách tối ưu hơn, cần phải thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau. Một trong số đó là thông qua khâu sản xuất cuối cùng của sản phẩm. Hiện nay sản xuất tiêu mới chỉ dừng lại ở việc phát triển tiêu hữu cơ. Trên thực tế, còn có một thị trường tiềm năng hơn đó là phát triển oleoresin làm nguyên liệu sản xuất tinh dầu tiêu vì giá bán rất cao các sản phẩm dầu hạt tiêu đen cũng có thị trường khá rộng vì nhu cầu cao oleoresin cao hơn một bậc so với các sản phẩm phái sinh từ hạt tiêu khác xét về giá cả tuy nhiên theo hiệp hội khoản đầu tư phát triển này khá lớn cùng với đó là nguồn cung cấp là tiêu nguyên liệu phải dồi dào trong khi đó, trong 3 năm qua, xuất khẩu tiêu của Indonesia đã giảm 30% do sản lượng giảm nên cần phải tăng sản lượng. Dự báo giá tiêu ngày 19 tháng 5, theo nhận định của các chuyên gia, giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do áp lực nguồn cung. Do thời tiết khô hạn, nắng nóng tại các vùng trồng trọng điểm thời gian đã ảnh hưởng đến cây hồ tiêu. Nguy cơ nguồn cung sẽ giảm nên giá hồ tiêu đều tăng. Trước đó, giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2024 tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ giảm đồng loạt từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 111.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng kg so với giá ngày hôm qua. Giá tiêu chư xê Gia Lai hiện ở mức 110.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận mức giảm 2.000 đồng mỗi kg, xuống mức giá 111.000 đồng kg tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng kg. Theo đó, tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu hiện ở mức 111.000 đồng mỗi kg, còn tại khu vực Bình Phước hiện cũng ở mức 111.000 đồng kg. Như vậy, giá tiêu trong ngày 18 tháng 5 sau ngày tăng sốc tới 8.000 đồng mỗi kg, đã đảo chiều giảm ghi nhận mức giá cao nhất là 111.000 đồng kg. Dự báo nguồn cùng thấp từ nay đến cuối năm đã tiếp tục đẩy thị trường hồ tiêu liên tiếp tăng cao nguồn cung suy giảm do chịu tác động của thời tiết xấu và người dân thu hẹp diện tích. Về dài hạn, nhu cầu gia vị sẽ ngày càng tăng trong khi tiêu Việt Nam đã đến độ lão hóa và mức giá hiện nay vẫn chưa thể kích thích người dân trồng thêm. Do đó, tồn kho trong 3 đến 5 năm tới sẽ tiếp tục giảm.